Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chơi cái cục con chess này. Recommend sử dụng lá đi. Và đai thuế. Phiên bản này nó cho phép khóa cái item này để không bị fusion nhầm. Mình thấy đây là một chức năng rất cần thiết về mình lúc fusion. Mình thường cứ bấm rồi thi thoảng làm mất mấy cái mà mình cần. Wow. Nó vẫn chưa cải thiện được cái di chuyển trên cái Windows, nó vẫn cứ bị trượt thôi. Skin ra cũng bị delay. Lại bị cast. Cast nhưng không bị out luôn. Mình nghĩ là nó có thể phục hồi được. Vẫn rất là lag. Bực mình vừa mới biết xong nó lại mình nên dùng xét thủy. Bạn đánh cái này thì các bạn nên dùng xét thủy với đai đắc và xét thủy với dùng xét mộc này đi đến cái hỏa yếu quá. Đánh thì cũng mệt thôi, mệt quá luôn. Cơ hội để kiếm cái loại đá này, cũng không ngon. Hai phần lên đầu 7 sao này. Rút kinh nghiệm mình sẽ chọn cái ở đằng trước. Lại đai đắp đi. Quả này mình được 15k này. Thank you.
con hồi máu lên là nó lại đầy phọc máu. Cơ bản là cái quay này nó đi như này thôi, mình không đánh nữa, mệt quá. À quên, quá chịu vậy, để chơi cái này vậy. Oxy lại phải đánh thêm cái này nữa, lại thêm một lần tự đi. Yeah, quay này ạ. Gió quan vân trường kìa. Đấy, đi nó lại cứ bị chết rồi. Không bấm rút mà.
to take Peru. À, phải khoan đã, xem cái dương xem nó có cái gì ngon không đã. Không toàn mấy cái vớ vẩn thì vừa lấy mình ra cái áo ngon này, ok, rương cũng như thường lệ bổ sung thêm game và virus. Mày như vẫn có game và virus thì vậy. Mình có áo họa Legion rồi nên là mình không cần cái áo đấy. Sự thừa thãi. Sẽ rút đến 30k, mình không cần nhiều. Sau đó đánh được bao nhiêu điểm thì đánh, còn lại thì để tiến hóa evu mấy cái linh tinh là vật. Ok. Ok. Báo thủy nào. Lại có một đỏ, giờ không có một đỏ này. Skin chat nó lại bốn này, nó thêm cái tay quý bắp vào này. Cũng bắt mắt lắm. Wow. Ra Legion đúng rồi, phải như thế, màu đỏ không ăn thua, mình biết ngay. Mình chơi 25, à mình chơi 5 rưỡi rồi cho mình cái đầu Legion. Cái gì đây, cho mình đi. Mình đánh giá cái áo Legion đặc biệt là cái áo đẹp nhất game luôn. Phê khỏi loại. Đâu rồi? Wow. Cái áo con cá mập cũng chuyển thành màu áo sự kiện này. Phê hết chỗ rồi. Hàng A. Và collection xem có hàng S chưa. Chưa có S. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng.